Anh em xem cho mình một like, một đăng ký để cho mình có động lực làm những video tiếp theo cho anh em xem nhé. Phản ánh thí chủ. Vật chất hắc ám đã ăn mòn cơ thể của người rồi. Ơi, có vùng vẫy kiểu gì cũng vô dụng. Kia là ai? Lại có thể giết chết hắc ngân nham cự ma. Báo cáo. Là học viên của học phủ Minh Châu, tên là Trần Bắc Huyền. Học viên này lợi hại thật. Tổng chỉ huy, có hắn ở đây, chúng ta có hy vọng giành chiến thắng. Đúng vậy, chỉ còn lại hai hắc ngân nham cự ma cuối cùng. Còn có hai con. Con này để tôi xử lý. Các người cứ giải quyết Lam Thạch nham thú còn lại đi, tôi sẽ theo sau. Một mình cậu không thành vấn đề gì chứ? Một người? Không không, tôi có rất nhiều trợ thủ. Tự nguyên chi môn, triệu hoán thú triều. Không ngờ hệ triệu hoán của hắn ta lại có tu vi ở trình độ như vậy. Apat ra ngoài làm việc đi. Phiền chết đi được, lại có chuyện gì nữa đây? Cô giúp tôi chỉ huy quân đoàn ma nàng. Biểu hiện cho tốt, tôi sẽ mua đồ mới cho cô. Thật sao? Anh không được lừa tôi đâu đấy. Ở đây giao lại cho cô rồi, tôi đi đây. Biết rồi, biết rồi. Mạc Phàm đúng là một tên ngốc. Đồ tốt đang ở trước mặt này, nhưng hắn lại không biết. Mảnh vỡ dung hồn đều là của mình. Bên chỗ của các người thế nào rồi? Số lượng của bọn nó quá nhiều, nhất thời không giải quyết hết được. Đừng vội, có thể giữ chân bọn nó lại là được. Tôi đi thăm dò tình hình của hắc ngân nham cự ma cuối cùng. Thương Lan Chảo. Thiên Diệm Táng Lễ. Thuẫn Tức Di Động. Chết tiệt, da nó dày thật. Lôi hệ hỏa hệ đều bị khắc chế, căn bản không làm nó bị thương được. Dạ sát. Chỉ cần dạ sát xâm nhập vào trong cơ thể của nó, rồi thi triển tư dạ thống trị. Vật chất hắc ám bị lổ tan rồi. Con hắc ngân nham cự ma này sao lại khó đối phó như thế được? Tính cảnh giác của nó còn cao hơn mấy con lúc trước. Không ổn. Độn ảnh. Khinh địch rồi. Nó lại là quân chủ chính thống.